đoạn đường Nguyễn Khoái nha. Có một cái hẻm ở đây, hẻm Linh Quang Tịnh Xá, nó nằm ngay trường Nguyễn Huệ, trường cấp 2 của mình luôn. Xưa đi học lúc nào cũng đi cái đoạn đường hẻm này, nó cứ coi như là kỷ niệm. Mà bây giờ thì thời gian cho qua lâu quá rồi, giờ chỉ còn là hoài niệm thôi. Nhiều thứ trong này nó đổi thay, nhà người ta xây nhà lầu này kia, nhưng mà nhìn chung quá vẫn bồi hồi, cảm thấy gì đó nó nồng nào nào nó cứ trong lòng. Đó có cái chùa, ở đây có cái chùa nè, chùa cũng bự. Ồ, đường đường đang sửa, đường ở trong nó đang sửa, đâu có chạy được đâu. Nó sửa tới đó rồi mình không có chạy được, nên là mình phải vòng ngược lại, vòng ngược ra thôi, chứ đâu cũng đâu có chạy được vô trong đó được đâu. Linh Quang Tịnh Xá, đây là cái đoạn đường hồi xưa đi học. Bức tường nè, chùa của mình nó cứ dài tới đây nè, từ đây nè cứ dài tới ngoài kia, bức tường của chùa nó. Giả dụ mình mà là tỷ phú đi, mình sẽ mua hết những cái ngôi trường mà mình đã từng học á, mình để trống vậy á. Nhưng mà đâu có mua được, có tiền cũng đâu có mua được đâu. Đó, trường Nguyễn Huệ nè, thấy trường Nguyễn Huệ không? Thời gian trôi qua, mọi thứ đều phai nhòa hết.